xin chào tất cả mọi người, tôi là Hoài, tại là phó giám đốc của công ty cổ phần kiến trúc Kinh Sato. Hôm nay công ty chúng tôi có chuyến khảo sát thiết kế xuống cho anh Tuyên tại khu vực Sơn Tây Hà Nội. Đó, thì hôm nay công ty chúng tôi cũng nhận được cuộc điện thoại của anh Tuyên, phục vụ anh. Thì chúng tôi vừa phục vụ anh Quang ở Ba Vì Sơn Tây xong, thì anh Tuyên lại điện thoại đến có mời chúng tôi về để khảo sát thiết kế cho anh căn nhà và nội thất phòng khách cho anh tại khu vực Sơn Tây này. Thì mời mọi người cùng chúng tôi theo dõi quá trình khảo sát và thiết kế của chúng tôi cho anh Tuyên trên một cái khuôn viên khu đất rất là rộng, như anh xây khoảng tầm 7 mét chiều mặt tiền thôi. Thì mời mọi người cùng theo dõi quá trình khảo sát hôm nay của công ty chúng tôi, cả về và những cái tư vấn và yêu cầu khách hàng cả về thiết kế nhà và thiết kế nội thất. Không, và trong đây là cái khuôn viên khu đất nhà anh Tuyên anh chuẩn bị xây dựng, thì sau anh sẽ giữ lại cái nhà cũ này và khoảng cách từ tường đến nhà cũ là 10m7. Đây là còn 9m8, sau anh chỉ làm khoảng 7m thôi, để lại một khu vực với hành lang như thế này. Sân khá rộng, hướng đằng chính đằng trước là 289 độ bắc. Cấp điện ở khu vực bên này, cấp nước thì sẽ khoan giếng khoan mới. Thoát thì sẽ thoát ra phía bên này rồi. Đó là toàn bộ cái phần khuôn viên khu đất nhà anh.